Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Witco, có khung nhôm 7005, siêu nhẹ, mayer bi vòng cối đổ và đồ group Tiagra, và mấy đùi giá FSA rất là đẹp. Khung dáng là một đầu màu đen tuyền huyền bí, rất là khỏe khoắn các bác nhé. Đây, có cọc yên là dẹp này, có chữ logo Witco luôn, không biết các bác có nhìn thấy không. Size của chiếc xe là size 48, một tí nữa trong video em sẽ đo cụ thể hơn. Model của nó là model Witco Storm, là cơn bão. Xe này là có dàn đầu phần cái ghi đông với cái phốt tăng này là liền nhau và bằng carbon luôn các bác nhé, carbon luôn. Xe được trang bị bộ tay chuyển số, tay lắc Tiagra hai bên 10 lít 2 đĩa, vành bánh Alex Dream, càng trước là càng carbon. Đấy, các bác có thể nhìn thấy càng carbon, khung là khung nhôm. Về phần nước sơn thì em cũng đã quay cận cảnh chi tiết đây, các bác nhìn cũng không có các vết xước nào đáng kể, xe trong tình trạng rất là tốt. Nhôm là nhôm 7005, đây nó có chữ là high strength, tức là sức mạnh cao, lightweight, tức là trọng lượng nhẹ. Đấy, 7005 các bác nhá, nhôm 7005 là một cái nhôm ít tạp chất, rất là nhẹ, nhẹ ngang với carbon luôn. Size 48cm. Đấy, phần đùi đĩa là đùi đĩa FSA, đĩa nhôm, trục rỗng các bác nhá, trục rỗng, gạt đĩa Tiagra, đề Tiagra lít 10 tầng, Mayer khối đổ. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết chuyển động của xe và đo size cho nó xem. Giờ em sẽ tiến hành đo size của chiếc xe từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 48cm. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 50cm, 50 hoặc 51cm. Đó, xe này phù hợp với cho người cao từ tầm khoảng 1m65 cho đến 1m75. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết. Đó, phần chuyển số của chiếc xe. Chiếc xe được trang bị bộ chuyển số Shimano Tiagra 10 lít 2 đĩa cho xe có 20 tốc độ. Bây giờ em sẽ lên lít này. Rất mượt mà. Xuống lít rồi. Rất là êm và mượt. Bây giờ em sẽ xuống đĩa này. Xuống đĩa nhé. Bây giờ đang ở đĩa to, bây giờ xuống đĩa nhỏ này. Đấy. Lên đĩa to này. Đấy, rất là mượt mà luôn. Xuống đĩa này. Lên đĩa này. Êm du. Cối lổ tung trời. Vâng, xe có giá bán rất tốt bên em, đó là xe giá có giá là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho các bác chuyển hết tiền, bảo hành 1 năm về bộ phận chuyển động. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì nhắn tin Zalo 0975709943 trên màn hình để bọn em tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bác đã xem video, các bác nhớ ấn đăng ký kênh cộng ấn chuông để theo dõi các cái video mới nhất bọn em đưa trên các chiếc xe khác trên kênh. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.